Lại đã khổ như thế
làm sao ra khỏi ác đạo tam đồ. Khi ở đời không tin tam bảo, cứ mãi giết hại chúng sinh, tác loạn vui chơi, gây thù chuốc oán. Bởi thế cho nên trong địa ngục này, ách nạn tai ương băm thay thân thể là điều không thể tránh khỏi. Sẽ bị khảo với nhiều ở địa ngục. Lúc đó hối cũng không chịu,